chào tất cả mọi người ha. Hôm nay cũng ngày đầu tuần mọi người, chúc mọi người được nhiều sức khỏe và ngày đầu tuần làm ăn thuận lợi và thành công ha. Buổi sáng hôm nay thì cũng nhận được mấy con xe để mình ra mình hay con AB213 ha. AB213 thì xe có tình trạng là rung gần hơi bị dữ và có tình trạng là chết máy đột ngột. Sau khi kiểm tra thì mình phát hiện được là cái áp bơm xăng này khi mà đi có tải nha mọi người, khi mà đi có tải nó sẽ bị giật xuống nha mọi người đó. Và cái thứ hai nữa mình phát hiện được cái vấn đề là do đâu nha mọi người. Khách nói ha, đây mọi người xem nè, đó thì hiện tại bây giờ là đó thì hiện tại giờ mình phát hiện là nó đang bị rò rỉ xăng quá nhiều, không biết là bị cái gì trong cụm bơm xăng này, ngồi nữa mình kiểm tra rồi đó, nó chạy quá nhiều ha. Và thứ hai là bây giờ mình kiểm tra thử xem xe này đã nâng cấp phần mềm chưa, nếu chưa thì mình sẽ nâng cấp lên cho người ta trước, xong mình sẽ kiểm tra bơm xăng và cái thứ hai là mình sẽ vệ sinh nồi. Rồi ok, mình tiếp tục ha. Lâu quá không có dùng cái máy này, giờ nhắn cũng nhắn như chỗ nào thì quên mất tiêu luôn rồi. gì đây, dữ liệu động cơ reset ECM, mở lỗi không phải nằm ở đây rồi. Nó có mấy ngày không dùng tới smart tool thôi mà nằm đây nha mọi người. Rồi đang thiết lập thông số cài đặt cho ECM, ECM vui lòng đợi ha. Mã ECM thì hiện tại nó đang 101 nha mọi người ha. Mã ECM thì nó đang 101, tùy xe nha mọi người, có xe đã lên 103, 102 luôn nha mọi người, là một cái bản nâng cấp á. Thì lúc trước mà mình nâng cấp bằng mã T á thì nó sẽ có 3 dòng cho mình chọn ha, 102, 103. Thì cái này thì hiện tại bây giờ nó lấy là 101 nha mọi người. Đó, đấy là 101. Rồi, chờ nó chạy đi nha mọi người. Thì cái này thì mình nâng cấp mới cũng 2-3 chiếc của vừa dùng cái máy này thôi. Thì cái lúc trước mình xài cái mở T á, thì khi mình chọn cái này nó sẽ hiện lên cho mình là một cái bảng từ 3 bảng như nè, 101, 102, 103. Mình muốn chọn 102, 103 đó là do mình ha. Còn cái này thì họ lập trình sẵn vậy thì mình chỉ nâng cấp lên thôi. Còn hồi nữa mình vô mình xem nó lên 102 hay 103. Rồi để nâng cấp đi, rồi hồi nữa mình sẽ kiểm tra cái bơm xăng, nếu mà cái bơm xăng nó có vấn đề thì mình sẽ khắc phục lại cho người ta ha, và vệ sinh nồi. Cái nâng cấp này lên thứ nhất là nó không có bị đỡ rung rần nha mọi người, tại vì cái buổi sáng nó hơi thiếu xăng một xíu mọi người. Sáng cũng nhận được vài con. Còn đây là AB210FI ha. Ở đây mình dọn xe là mình dọn can xà beng nha mọi người. Đó. Máy thì mình đang dọn trên đó mọi người thấy không? À. Đó, mình dọn là từng lan can, từng ngóc ngách luôn nha. Cái này bụi bặm nó hơi bám tí xíu. Đó. Dọn xe là mình dọn vậy đó mọi người. Mới từ trong ra ngoài. Tiền công thì mình làm cũng không, mình làm cực lắm. Tiền công nếu mà dòng xe ga này mình dọn từng ngóc ngách, từng cọng dây điện, nói chung là từng ngõ phố gì đó là mình dọn sạch hết luôn. Tiền công mình lấy 1 triệu nha mọi người, vất vả lắm á mọi người. 1 triệu thấy như thế nó không phải là nhiều đâu nha anh em, mọi người thấy không? Mở từng chi tiết ra, bắt đầu sườn bọng dây điện rồi này kia làm rửa rồi thôi vậy ha mọi người ha. Hồi nữa em sẽ làm cái bơm xăng này, em sẽ cứu vô cái bơm xăng này, rồi em kết thúc video nha.